Chào mọi người, hôm nay ngày 14 tháng 4 2021, mình đã trải qua buổi sáng với tâm trạng rất là bất an và lo lắng. Mình nhận ra được cái tâm thanh thản quan trọng như nào khi mà lo lắng một vấn đề gì đấy, không có tâm trí làm việc gì. Giữa lúc đọc sách thì mình có thể tập trung hơn một chút. Chúng ta là không nên ra những trí phèo vậy ạ. Còn phết đấy. Ok, thôi, đi theo câu chuyện đọc sách ngày hôm nay nhé. Hôm nay mình đọc chương hai phái trong cuốn Cổ Học Tinh Hoa. Trong chương sách này kể về câu chuyện là khi mưa to lũ lụt, có người nhà giàu không may bị chết, thì có một người vứt được xác, và người nhà của ông nhà giàu này muốn đến chuộc thì họ đòi một cái giá rất là cao, khiến người kia phân vân. Người nhà giàu mới đi hỏi đặng tích mới cho họ một lời khuyên là cứ bình tĩnh, nó còn bán được cái xác đấy nữa cho ai mà sợ. Đúng, cái xác của ông nhà giàu này thì chỉ có gia đình ông có nhu cầu thôi, không ai có nhu cầu về cái này cả. Chính là chúng ta có thể liên tưởng cuộc sống có rất nhiều cái sản phẩm hay dịch vụ mà chúng ta xác định những khách hàng đặc thù mà chưa ai phục vụ thì sẽ có thể có cái lợi nhuận rất là cao, vì họ có những có nhu cầu về sản phẩm đó, trong khi những người khác thì không. Và cái thứ ba nữa đấy là người nghèo kia thì cũng lại lo lắng không bán được, cũng sợ ông kia không mua nữa. Thì người bây giờ xem hỏi ông đạo tích này, ông đạo tích mới nói là đừng lo, nó còn mua được cái xe ở đâu nữa mà phải sợ. Thì mình chỉ muốn phân tích theo khía cạnh đấy là cái vận hành ngầm của cả hai con người này đều là có tâm tham. Người vứt được xác thì muốn lợi dụng lúc người khác khó khăn bán được giá cao, còn cái người thân của nhà giàu á, đó tham tham mất tham tiền khi nội sợ mất tiền. Chính vì thế khi mà thấy số tiền nhiều mặc dù cái xác rất là quan trọng nhưng cũng phân vân. Nhưng cũng là người trí tuệ biết đi hỏi, đúng không? Người giàu họ không tiêu tiền cái ngu ngốc đâu các bạn ạ. Đó, và cái bài học mình rút ra được trong câu chuyện này này đấy là có hai cái sự việc như mình vừa nói đấy. Một là không nên lợi dụng người khác khó khăn, nó nhân quả hết các bạn ạ. Hôm nay mình lợi dụng người khác khó khăn để mình vận hành tâm thang, sau này mình cũng sẽ gặp phải trường hợp đó. Thứ hai đấy là khi gặp vấn đề khó khăn, đúng không, chúng ta đi hỏi những người khuyên để có sự bình tâm hơn từ những người có trí tuệ. Hello mọi người.